vợ cũ Huy Khánh phát ngôn gây tranh cãi, Phi Nhung ra đi hoàn toàn đúng ý trời. Nhiều netizen chỉ trích dữ dội với phát ngôn nhạy cảm của vợ cũ Huy Khánh khi chia buồn trước sự ra đi của cố ca sĩ Phi Nhung. Sau khi Phi Nhung qua đời, nhiều nghệ sĩ Việt đã gửi lời tiễn biệt, tới tận nhà riêng để viếng cố ca sĩ. Tuy nhiên, trước tình hình dịch phức tạp nên lễ viếng của Phi Nhung bị tạm hoãn lại. Trên trang cá nhân, vợ cũ Huy Khánh cũng có bài đăng mới nhất trước sự ra đi của đồng nghiệp, tuy nhiên lại bị một bộ phận netizen chỉ trích, phản ứng dữ dội. Em trai ca sĩ Phi Nhung, một ngày chưa thấy chị về là một ngày đứt ruột thương chị nằm chờ trong bệnh viện. Theo đó, vào ngày 7 tháng 10, Lương Hoàng Anh đăng tải clip cố ca sĩ Phi Nhung chơi đùa cùng con nuôi lúc sinh thời, đi kèm với dòng trạng thái, nhìn những tư liệu này mình thấy ca sĩ Phi Nhung ra đi là hoàn toàn đúng ý trời. Cõi nhân gian ô chọc này không xứng đáng có sự hiện diện của một thiên thần như ca sĩ Phi Nhung. Chị cũng đừng chấp làm gì những kẻ phàm u minh ngu dốt, họ xứng đáng ở lại trần gian để sống tiếp kiếp kền kền. Hãy buông hết những gánh nặng hồng trần, và ra đi thanh thản vì chị đã sống trọn vẹn nhất rồi. Trải nghiệm một lần ra vào cánh cửa thế gian quá đủ rồi. Thần tiên nên ở cõi lành chị ạ. Thành kính, phát ngôn nhạy cảm của vợ cũ Huy Khánh trước sự ra đi của cố ca sĩ Phi Nhung. Trước bài đăng cho rằng sự ra đi của cố ca sĩ Phi Nhung là hoàn toàn đúng ý trời, vợ cũ Huy Khánh lập tức bị netizen ném đá, phẫn nộ bởi đây là sự việc không ai mong muốn. Phát ngôn như vậy vào thời điểm này là rất nhạy cảm và hoàn toàn không nên. Số khác cho rằng Lương Hoàng Anh đang muốn ca ngợi cố ca sĩ nhưng cách dùng từ thiếu tế nhị. Có thể xuất phát từ ý tốt nhưng cách diễn đạt của vợ cũ Huy Khánh gây tranh cãi. Ngày 28 tháng 9, ca sĩ Phi Nhung qua đời sau hơn một tháng điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Chợ Giấy, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, cô từng nhận kết quả hai lần âm tính với virus SARS-CoV-2. Những người con nuôi không cầm được nước mắt trong lễ tưởng niệm cố ca sĩ Phi Nhung. Nghệ sĩ Việt Hương là người được gia đình ủy quyền để lo các giấy tờ, thủ tục tang sự cho cố ca sĩ Phi Nhung. Hiện tại, nữ danh hài đang chờ hướng dẫn cụ thể từ Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Sao nữ gây tranh cãi khi nói Phi Nhung ra đi là, đúng ý trời, gọi nữ ca sĩ bằng danh xưng kỳ lạ. Dù mục đích là để tưởng nhớ, bày tỏ sự yêu mến cho Phi Nhung nhưng nhiều người cho rằng bài đăng này chỉ mang lại cảm giác phản cảm, khó chịu. Đã hơn một tuần trôi qua kể từ ngày Phi Nhung qua đời nhưng người ở lại vẫn chưa thể thực sự nguôi ngoai. Mạng xã hội vẫn tràn ngập bài đăng tưởng nhớ nữ ca sĩ. Hiện tại gia đình vẫn đang tìm cách để đưa cho cốt của Phi Nhung về Mỹ. Thời gian qua người thân của cô đã tổ chức lễ cầu siêu, cúng thất đầu cho cố ca sĩ. Giữa không khí đó, mới đây một sao nữ lại gây tranh cãi vì chia sẻ về Phi Nhung. Người này chính là Lương Hoàng Anh, vợ cụ diễn viên Huy Khánh. Trên trang cá nhân, cô nàng chia sẻ lại clip đần chỉ cùng các con nuôi vui đùa trước giờ ngủ. Thế nhưng chú thích đính kèm lại gây tranh cãi. Cụ thể, Lương Hoàng Anh viết, nhìn những tư liệu này mình thấy ca sĩ Phi Nhung ra đi là hoàn toàn đúng ý trời. Cõi nhân gian ô chọc này không xứng đáng có sự hiện diện của một thiên thần như ca sĩ Phi Nhung. Chị cũng đừng chấp làm gì những kẻ phàm u minh ngu dốt, họ xứng đáng ở lại trần gian để sống tiền kiếp kền kền. Hãy buông hết những gánh nặng hồng trần, và ra đi thanh thản vì chị đã sống trọn vẹn nhất rồi. Trải nghiệm một lần ra vào cánh cửa thế gian quá đủ rồi. Thần tiên nên ở cõi lành chị ạ. Dưới phần bình luận, Hoàng Anh cho rằng Phi Nhung đã chịu quá nhiều đau khổ, gánh vác bớt cho nhân gian. Vợ cũ Huy Khánh dùng từ thiên thần để gọi nữ ca sĩ. Bài viết khó hiểu của cô nàng nhanh chóng khiến dư luận tranh cãi. Cách dùng từ được cho là không phù hợp, dù nhằm mục đích tưởng nhớ Phi Nhung nhưng lại tạo cảm giác phản cảm, khó chịu. Đừng ví người sống là người phàm ngu dốt, chỉ để nâng tầm người đã mất. Vô duyên lắm, không hiểu vì sao lại đi gọi là thiên thần, rồi không xứng ở nhân gian. Bà này bị sao vậy? Không biết là có ý đồ gì chứ đọc bài này xong tự dưng càng khiến người khác không thích Phi Nhung. Tự dưng mất vì bệnh dịch mà nói như là hy sinh cao cả hay gì. Vợ cũ Huy Khánh phát ngôn gây tranh cãi, Phi Nhung ra đi hoàn toàn đúng ý trời. Nhiều netizen chỉ trích dữ dội với phát ngôn nhạy cảm của vợ cũ Huy Khánh khi chia buồn trước sự ra đi của cố ca sĩ Phi Nhung. Sau khi Phi Nhung qua đời, nhiều nghệ sĩ Việt đã gửi lời tiễn biệt, tới tận nhà riêng để viếng cố ca sĩ. Tuy nhiên, trước tình hình dịch phức tạp nên lễ viếng của Phi Nhung bị tạm hoãn lại. Trên trang cá nhân, vợ cũ Huy Khánh cũng có bài đăng mới nhất trước sự ra đi của đồng nghiệp, tuy nhiên lại bị một bộ phận netizen chỉ trích, phản ứng dữ dội. Em trai ca sĩ Phi Nhung, một ngày chưa thấy chị về là một ngày đứt ruột thương chị nằm chờ trong bệnh viện.
Theo đó, vào ngày 7 tháng 10, Lương Hoàng Anh đăng tải clip cố ca sĩ Phi Nhung chơi đùa cùng con nuôi lúc sinh thời, đi kèm với dòng trạng thái, nhìn những tư liệu này mình thấy ca sĩ Phi Nhung ra đi là hoàn toàn đúng ý trời. Cõi nhân gian ô chọc này không xứng đáng có sự hiện diện của một thiên thần như ca sĩ Phi Nhung. Chị cũng đừng chấp làm gì những kẻ phàm u minh ngu dốt, họ xứng đáng ở lại trần gian để sống tiếp kiếp kền kền. Hãy buông hết những gánh nặng hồng trần, và ra đi thanh thản vì chị đã sống trọn vẹn nhất rồi. Trải nghiệm một lần ra vào cánh cửa thế gian quá đủ rồi. Thần tiên nên ở cõi lành chị ạ. Thành kính, phát ngôn nhạy cảm của vợ cũ Huy Khánh trước sự ra đi của cố ca sĩ Phi Nhung. Trước bài đăng cho rằng sự ra đi của cố ca sĩ Phi Nhung là hoàn toàn đúng ý trời, vợ cũ Huy Khánh lập tức bị netizen ném đá, phẫn nộ bởi đây là sự việc không ai mong muốn. Phát ngôn như vậy vào thời điểm này là rất nhạy cảm và hoàn toàn không nên. Số khác cho rằng Lương Hoàng Anh đang muốn ca ngợi cố ca sĩ nhưng cách dùng từ thiếu tế nhị. Có thể xuất phát từ ý tốt nhưng cách diễn đạt của vợ cũ Huy Khánh gây tranh cãi. Ngày 28 tháng 9, ca sĩ Phi Nhung qua đời sau hơn một tháng điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Chợ Giấy, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, cô từng nhận kết quả hai lần âm tính với virus SARS-CoV-2. Những người con nuôi không cầm được nước mắt trong lễ tưởng niệm cố ca sĩ Phi Nhung. Nghệ sĩ Việt Hương là người được gia đình ủy quyền để lo các giấy tờ, thủ tục tang sự cho cố ca sĩ Phi Nhung. Hiện tại, nữ danh hài đang chờ hướng dẫn cụ thể từ Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Sao nữ gây tranh cãi khi nói Phi Nhung ra đi là, đúng ý trời, gọi nữ ca sĩ bằng danh xưng kỳ lạ. Dù mục đích là để tưởng nhớ, bày tỏ sự yêu mến cho Phi Nhung nhưng nhiều người cho rằng bài đăng này chỉ mang lại cảm giác phản cảm, khó chịu. Đã hơn một tuần trôi qua kể từ ngày Phi Nhung qua đời nhưng người ở lại vẫn chưa thể thực sự nguôi ngoai. Mạng xã hội vẫn tràn ngập bài đăng tưởng nhớ nữ ca sĩ. Hiện tại gia đình vẫn đang tìm cách để đưa cho cốt của Phi Nhung về Mỹ. Thời gian qua người thân của cô đã tổ chức lễ cầu siêu, cúng thất đầu cho cố ca sĩ. Giữa không khí đó, mới đây một sao nữ lại gây tranh cãi vì chia sẻ về Phi Nhung. Người này chính là Lương Hoàng Anh vợ cụ diễn viên Huy Khánh. Trên trang cá nhân, cô nàng chia sẻ lại clip đần chỉ cùng các con nuôi vui đùa trước giờ ngủ. Thế nhưng chú thích đính kèm lại gây tranh cãi. Cụ thể, Lương Hoàng Anh viết, nhìn những tư liệu này mình thấy ca sĩ Phi Nhung ra đi là hoàn toàn đúng ý trời. Cõi nhân gian ô chọc này không xứng đáng có sự hiện diện của một thiên thần như ca sĩ Phi Nhung. Chị cũng đừng chấp làm gì những kẻ phàm u minh ngu dốt, họ xứng đáng ở lại trần gian để sống tiền kiếp kền kền. Hãy buông hết những gánh nặng hồng trần, và ra đi thanh thản vì chị đã sống trọn vẹn nhất rồi. Trải nghiệm một lần ra vào cánh cửa thế gian quá đủ rồi. Thần tiên nên ở cõi lành chị ạ.      Dưới phần bình luận, Hoàng Anh cho rằng Phi Nhung đã chịu quá nhiều đau khổ, gánh vác bớt cho nhân gian. Vợ cũ Huy Khánh dùng từ thiên thần để gọi nữ ca sĩ. Bài viết khó hiểu của cô nàng nhanh chóng khiến dư luận tranh cãi. Cách dùng từ được cho là không phù hợp, dù nhằm mục đích tưởng nhớ Phi Nhung nhưng lại tạo cảm giác phản cảm, khó chịu. Đừng ví người sống là người phàm ngu dốt, chỉ để nâng tầm người đã mất. Vô duyên lắm, không hiểu vì sao lại đi gọi là thiên thần, rồi không xứng ở nhân gian. Bà này bị sao vậy? Không biết là có ý đồ gì chứ đọc bài này xong tự dưng càng khiến người khác không thích Phi Nhung. Tự dưng mất vì bệnh dịch mà nói như là hy sinh cao cả hay gì.